Nam Sông Kim tham lai là 54 và đang bị Chim Boy lọt nhà trong tình huống này. Một tình huống dường như là ăn thủng rừng đến từ cái thủ Nam Sông Kim. Và Chim Boy đang có quá đông lạc đà với một bài cầm Babylon. Babylon đến từ chia sẻ, đội bạn là Mark Baby 98 được cầm Mark C và Babylon của game thủ Hello Chip Boy. Nam Sông Kim trận này được cầm hit, như vậy chúng ta là Baby hit đối đầu với Mark Baby. Quân được đánh giá là cân ở trong trận thiếu này. Cả hai nhà đều thấy quả đầu khá là sớm, và đây còn hit của Nam Sông Kim với quả đầu 7 cây. Một cây gỗ gần nhà nên rất xanh mượt, khép góc 9 giờ. 98 bên kia được cầm con Mark C, một đơn vị quân ủng bom khá là rát ở thời điểm mới lên 3 xong. Để chúng ta sẽ phải hết sức đề phòng, hai Baby thì mình nghĩ là ngang phèo nhau thôi. Còn quan trọng là con Hitty ở trong map 3 này có lên được đời hay không. Có rừng có vàng nhớ Nam nhá. Một bài có thể khung nhà và có cung đấu Hitty, chúng ta có thể chống được Imax C. Và chắc chắn trong trận đấu này mình nghĩ 98 sẽ đánh theo kiểu 2L. Cái Chu Lai đã được sẻ 15 sao ạ. Và đây là một máy của game thủ chim sẻ đáng. Một cây gỗ gần nhà, một bãi quả đầu cũng là 7 cây. Hai anh em đều quả 7 ở trận đấu này. Và đây là cơ hội để cho chúng ta có thể không bị kết biệt một đều trong trận đấu đầu tiên. Với trận đấu đầu tiên khi mà chúng ta chưa kịp thi đấu thì sẽ đã đập chết dần Chip Boy là bị xử thua rồi. Đang tìm đồ lùa về là bầy hiêu cũng như là những con voi. Và thêm những cái rừng nữa thì đẹp luôn. Đúng là như vậy. Còn thêm hai cái rừng nữa đây là chim sẻ. Tiếng game to quá. Ok, em sẽ cho nhỏ tiếng game xuống. Và đây bầy hiêu đầu. Nhìn qua bài có vẻ khung đấy, chim sẻ đáng rất nhiều rừng quanh nhà. Và chúng ta cần bây giờ là đồ ăn. Tránh bảo quân nhá. Kèo này thì chưa chốt C nha anh em. Cái này thì các game thủ sẽ tự thương lượng với nhau để làm sao đảm bảo có một tỷ số, không phải là một tỷ số hòa, cộng với đó là đủ số giờ livestream nữa. Một bầy hiêu đầu và đang làm vòng đi dò để tìm đồ ăn. Đây là máy Nam Sông Kim, bài sẽ một bầy hiêu thôi. Rừng quanh nhà rất nhiều, Nam cũng có bầy hiêu, có rất nhiều rừng. Nói chung là cả hai bài đều có nhiều rừng. Đây sẽ là bầy hiêu mà Nam đóng ép nhân đôi, ăn cả hiêu cả gỗ. Đồ ăn của hai game thủ chưa có nhiều. Bầy hiêu đầu này gần như Nam không thể đưa về được rồi. Chúng ta sẽ phải tìm thêm voi hay là quả phụ bên ngoài nữa. Chào anh Nguyễn Việt Long, từ bé đến giờ chưa được anh Hải chào một câu à. Hello em. Chào anh Lê Minh Khang nhá. Chào anh Tăng Nguyễn ạ. Những bây giờ đến từ game thủ Nam Sông Kim. Và đây là màn máy chim sẻ. Rồi bầy hiêu đang cố gắng được đưa về rồi. Rất mong các bạn thể chúng tôi xin một like, nút chia sẻ video livestream để cổ vũ cho bộ đôi chim sẻ nắng và Nam Sông Kim trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Vâng, chưa có nhiều đồ ăn anh em ạ. Ngoài bầy hiêu đầu ra thì có quả phụ ở mặt giữa hai nhà sắp mép bản đồ rồi. Bãi quả nhìn qua cũng khá là xấu khi nó gần với đó chính là những con dốc. Chào anh nhà Giạp Hải Bình nhá. Hello anh em. Lùa thêm mấy con hiêu này về hết đầu để có thể nhân đôi ăn cả hiêu cả gỗ thôi. Vâng, cảm giác nghe nhân đôi như hiểu là anh em chuẩn bị ăn một quả với nhân đôi nhá. Còn quả nào nhân 3 thì tôi chắc chắn lúc này sáp rồi. Vâng, hai quả phụ. Đây là bãi quả phụ bên ngoài. Bãi quả kia không biết có nhiều Nam Sông Kim không, nhưng tôi thấy là Nam cũng khó để có thể lên đời trận này đấy. Đây là bãi quả phụ bên ngoài có 5 cây dành cho chim sẻ. Quả phụ giữa nhà dường như sẽ là một bãi quả 6. Tối nay thì mình sẽ bình luận kèo giải đấu cơm có thịt do GTV Plus tổ chức với sự góp mặt của game thủ Nam Sông Kim. Và có thêm đôi voi đến sẻ rồi. Và có lẽ sẽ nhường đồ cho Nam Sông Kim không. Đây là pha câu đôi voi. Bãi quả phụ trên này chỉ có 5 cây thôi. Thiết kế chiếc BG. Đây là những bài đấu không phải là quá đẹp dành cho chim sẻ nắng cũng như là Nam Sông Kim để có thể ép đời. Vấn đề bây giờ của sẻ là phải đưa được đôi voi này về anh em ạ. Một đôi voi từ quá xa. Và nông dân đang từ từ đưa voi về. Nó sẽ phải lên dốc, nó sẽ phải xuống dốc. Và trong khoảng thời gian đó thì sẻ còn phải căn ke để có thể kích đời chuẩn chỉ nữa. Vừa mới kích đời trong đầu 7 với 25 dân. Voi hút một hit rồi. Một bầy hiêu 7, một đôi voi và quả phụ để ép đời là đủ đồ. Và hai con voi đang rất ngoan ngoãn đi theo nông dân của cái thủ chim sẻ với những tình huống sử dụng phim ép. Đây là con voi đầu tiên dành cho em và sẽ là con voi thứ hai. Ok, một tràng phá tay chim sẻ nắng ở trong buổi chiều ngày hôm nay với tình huống câu đôi voi vừa rồi. Một đôi voi ở quá xa. Nhưng với kỹ năng của mình thì chim sẻ nắng vẫn có thể đưa được đôi voi này về. Tuyệt vời, và đây sẽ là vài đầu đánh chém dành cho chim sẻ khi được cầm Baby. Nam Sông Kim sẽ là bài đánh cung R Hitty thôi. Ủa, map đánh rồi sao á. Hiêu đầu tận trong này. Và để khai thác nó thì rất là khó luôn. Bài đấu Hitty dành cho Nam Sông Kim. Vâng, đang cố gắng khai thác nốt một vài con hiêu nữa để có thể ép đời tốt hơn. Vâng, đang ngắm nghía thế nhà. Vâng, lại sẽ quay trở lại một máy game thủ chim sẻ. Một bài 25 dân đã lên đời. Và em sẽ cơ cấu đóng nhất điều kiện ở đây. Đây sẽ là BM.
Vâng, lấy đời sớm nhất bản đồ đấy, dùng chim sẻ và đóng lờ cao luôn. BMBL đây dường như là map đã đánh rồi anh em ạ. Tôi thấy map này rất quen, đặc biệt là khi nhìn thấy bầy hiêu của Nam Sâu Kiêu. Bài khung nhà chim boy lên đời ngay sau chim sẻ với một bài đấu được cầm Babylon. Còn 98 là bài Maxe vẫn chưa lên đời. Đây là bãi vàng đấy, chim sẻ nhà ở cấu bãi vàng của mình thôi. Vâng, chim boy và sẻ lên đời gần gần như nhau. 98 và Nam Sâu Kiêu cũng ngang ngang nhau như vậy. Vâng, em chào Nguyễn Đình Quang nhỉ, map đánh rồi đúng không anh? Map nhìn rất quen nhá, thề luôn, công giáp đầy đủ ngựa giò. Map đấu nhìn rất quen, tôi không nhớ ở trong trận đấu nào thôi, nhưng map này thực sự là rất quen. Đây là nhà người cầm màu 3, đó chính là game thủ 98 Macedonian. Map này hình như là đánh với cặp đôi BB và game thủ Xuân Thứ rồi này. Vâng, map này là map đánh với BB và Xuân Thứ rồi thì phải. Cái giếng chỉ đơn giản có tác dụng ở trong chế độ setting khi mà các bạn không để chế độ con quét ấy, các bạn để chế độ standard ấy, thì các bạn chiếm đủ 5 cái giếng thì nó sẽ đếm ngược thời gian nhá. Nó chỉ đơn giản là một trong những điều kiện thắng ở trong chế độ standard thôi. Đây là nhà của game thủ 98. Và bãi ăn hoang ở bên ngoài cũng đã bị phát hiện, nhưng đội bạn đã có giò rồi. Chip boy sẽ là người đánh cung R của Babylon thôi. Đang xiên nhà đối phương. Đây là map đấu mà dường như chúng ta đã thi đấu với bộ đôi BB và game thủ Xuân Thứ. 2L nhéo sẻ và đang chém được dần đối phương, ăn được giò của 98 nữa. Vâng, pha về để giữ lại bãi ăn hoang đến từ game thủ 98 và sẽ ăn thêm bầy hiêu, đảm bảo nguồn lực. Oh, hello baby. Dân của 98 này. Và tên này thì chọc nốt với con dân này thôi. Bãi quả, bãi hiêu ăn hoang này sẽ cần phải có những tình huống bảo kê đến từ lạc đà hay gì gì đó. 98 đang cố gắng giữ lại một dân, nhưng làm gì có chuyện đó xảy ra hả em? Không thể để cho 98 giữ lại dân nào cả. Và đây hai dân muốn đi đâm y đến 98 thì phải, hay là dâng cái gì đó đây. Nhưng nói chung là sẻ đã tóm được rồi. Chết gần trùng dân để cho thủ 98. Đây chắc chắn là map từng dường như đã đánh rồi. Ok, cảm ơn anh Phan Công Nam đã gửi tặng sẻ 99 sao nhá. Và đang cố gắng để bắt những con chém của game thủ 98. Cảm ơn anh Vọng Trần đã gửi tặng sẻ 315 sao, thank you anh. Và đi vào nhà Chip Boy. Đây là người cầm Babylon, như vậy đội bạn đánh 2 chém ở trận đấu này. Và dân của Chip Boy vẫn chưa bánh xe. Một bài mà Chip Boy dường như đánh 2L không bánh xe. Sẻ khung nhà và đang cố gắng để giữ lại bãi hoàng của mình và thiêu lạc đà với Chip Boy để cho Nam có thể nở cung. Chúng ta đang đấu lạc đà đội bạn và ăn dân bãi gỗ. 98 đang cho chém đi quản dân hoàng chim sẻ khi mà sẻ đang trên con đường lên bánh xe và chưa nâng xong. Ôi chim voi giò lỗi voi, quá hay. Một con voi ở ngay cạnh nhà chim voi, nhưng tại sao nó giò lỗi con voi này nhở? Ảo thật đấy, chim voi giò lỗi một con voi phải nói là rất ảo mà. Canada một y thủ đến từ chim sẻ và đang cơ cấu xóa ruộng. Đây là bãi vàng của y thủ hello chim voi. Đây là mặt máy của y thủ Nam Sông Kiều, dường như Nam cũng không hề khỏe. Tham lai là 32 cho em thôi. Vâng, có lẽ nên tụ quân. Cung R đã có giáp 2 chặt gỗ 1 và đang cố gắng để rỉa lạc đà, nhưng Chip Boy đang có quá đông lạc đà trong trận đấu này. Sau buổi chiều nay em bình luận vẫn đang rất là bình tĩnh mà anh em lại cứ hô em ngáo nhở. Thực sự là em không muốn đọc những cái comment nó không hay lên livestream của sẻ. Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Thoại đã gửi tặng sẻ 75 sao ạ. Vừa rồi thì có đã có một anh vào chửi em rồi. Hai mươi lăm trên 52 một tên mà đang bị Max C của game thủ U 98 vào chơi. Vâng, có y đây, 98 đang đâm vào nhà chim sẻ nháng. Để ra 4 luôn cho những con y của mình. Để thủ lại y bên phía đôi bạn. Hôm qua Mạnh Hào thua 7-8 VC anh ơi. Cơ cấu xã ruộng rồi. Và đang có tên lao vào chém nhà của người cầm màu 3, đó là game thủ U98. Có cung R của Nam Sông Kiêu bên này rồi. Và đây là khoanh ruộng của đối phương. Chúng ta sẽ cố gắng ăn khoanh ruộng này của đội bạn. Y đang xiên ở nhà. Và đội bạn có những con chéo đây, pha về ED chim sẻ là quá hay. Rồi ăn dân đối phương rồi và vẫn bị Y đâm vào. Chú ý sửa đi. Những con Y mặc dù đã có giáp 4 đến game thủ chim sẻ, nhưng đang bị chim boy đang bị game thủ 98 đâm ngược. Em cảm ơn anh Quang đã gửi tặng em 200k nha, em cảm ơn anh Quang rất nhiều. Đây những con Y của game thủ 98. Xin anh Quang xiên thôi. Vâng, ăn dân 98 để giảm bớt lực của bạn đi.
đi ra 4 của Baby đối đầu với E Max C. Và đội bạn đang còn 3 con E nữa đây, cộng đó là 2 con chém sẽ là quáng 7E và ăn dân đối phương. Nam cũng đang có cung giờ để rỉa vào nhà của game thủ U98 rồi. Chúng ta đã bắt hết E của 98 tươi luôn. Ở bãi vàng em ơi, bãi vàng Nam ơi. Ok được E không? Không ok được E tầm này. Nam đang phải E trong để nó xẻ, nhưng đây là E của 98. Nam sống kill tham lai là 54 và đang bị Chip Boy lọt nhà trong tình huống này. Một tình huống giống như là ăn khủng rừng đến từ game thủ Nam sống kill. Và Chip Boy đang có quá đông lạc đà với một bài cầm Babylon. Vâng, cần phải bắt được lạc đà đối bạn. Và bo lại đi, bo lại đi. Rồi, bo hết nhà lại. Ra 4 đi ở Nam sống kill. Ruộng vẫn còn, lực vẫn ổn. Cần phải bo thêm nhà mình để tránh những tình huống lạc đà đối bạn lọt vào. Và đội bạn quýt rồi, tỷ số được quy định là 1-0 trong trận đấu đầu tiên. Một trận đấu rất tốt và đây dường như là một trận đấu mà cả chim sẻ này...